Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh CCA Channel và mình là Lộc. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với sàn giao dịch XT và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể tham gia một chuỗi các sự kiện liên quan đến World Cup sắp được diễn ra trên sàn này với tổng buôn thưởng lên đến hàng triệu đô ha. Ở video trước về XT thì mình đã có hướng dẫn cho anh em chúng ta tham gia sự kiện sút bóng và nhận được 30 đô mỗi ngày. Thì ở cái sự kiện này chúng ta sẽ có thể tham gia hàng loạt những cái event nhỏ để các bạn có thể nhận được thêm nhiều phần thưởng nữa ha. Rồi, và sự kiện đầu tiên sẽ là sự kiện về dự đoán ha. Khi các bạn tham gia vào sự kiện này thì chúng ta sẽ nhận được ngay đó là 100 điểm. Và chúng ta sẽ sử dụng cái điểm này để dự đoán các cái đội tuyển ở trong World Cup. Nếu mà các bạn thắng thì chúng ta sẽ nhận được thêm điểm ha. Và điểm này chúng ta sẽ có thể quy đổi ra phần thưởng. Đó thì ở đây sẽ có 32 đội khác nhau nè. Và tổng cái pool thưởng lên đến là 7 triệu đô rồi ha. Và các bạn sẽ sử dụng những cái điểm thưởng. Ở đây chúng ta có thể cược từ 100 điểm nè cho đến 1.000 điểm ha. Các bạn chọn đội tuyển nào thì chúng ta nhấn vào cá cược nè. Rồi chúng ta chọn cái điểm ha. Đó thì đội tuyển các bạn thắng thì các bạn sẽ nhận được điểm. Điểm thì sẽ được quy ra. Và thời gian diễn ra những sự kiện này thì cũng sẽ trùng với thời gian bắt đầu World Cup ha. Thì sự kiện đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 11 nè và sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 11 ha. Đây là cái vòng đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ có nhiều vòng khác để các bạn có thể đặt cược cái điểm của mình. Đó thì các bạn có thể xem cái quy tắc ở trong phần này ha. Nó sẽ hướng dẫn chúng ta về cách là đặt cược nè, rồi cách để tính điểm ha. Chúng ta sẽ có thể đặt cược tất cả các vòng từ vòng bảng nè, rồi vòng 1/16 nè, vòng tứ kết, bán kết hay là vòng chung kết ha. Và ở đây cũng có một cái công thức để cho các bạn có thể tính được điểm ha. Và các bạn có thể dựa theo cái công thức này để chúng ta tính được cái số điểm của mình và quy ra được là chúng ta sẽ ăn chia bao nhiêu ở trong cái bùn thưởng chung ha. Rồi, và làm cách nào để chúng ta có được nhiều điểm hơn, để có thể dự đoán nhiều hơn hay là tham gia nhiều hơn các cái sự kiện. Thì chúng ta sẽ có cái sự kiện tiếp theo, đó là sự kiện vé cào. Ở sự kiện này thì các bạn có thể sử dụng điểm nè để lật những cái thẻ cào này ha. Và những cái thẻ cào này sẽ có những cái phần thưởng ngẫu nhiên như là đồng token XT nè, đồng token chính của sàn XT ha, rồi những cái NFT nè, rồi những cái đồng fan token hay là những cái đồng token khác. Và để nhận được thêm điểm thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cách khác nhau. Ở đây nó sẽ có một cái bản hướng dẫn để cho các bạn có thể nhận được điểm ha, như là đăng ký tài khoản nè, rồi đăng nhập hàng ngày nè, rồi vượt qua KYC nè, hay là tham gia các cái trang mạng xã hội của sàn XT trên Telegram, trên Discord, rồi tham gia cộng đồng NFT nè. Đó, tham gia các cái tính năng, các cái thị trường ở trên sàn XT như là thị trường giao ngay nè, rồi thị trường future nè, hoặc là tham gia những cái sự kiện World Cup. Sẽ có rất là nhiều cách để chúng ta có thể là nhận được thêm điểm ha. Đó thì ở đây sẽ có các cái mục để các bạn có thể tham gia và chúng ta sẽ nhận thêm điểm, như là mua đồng token XT nè, rồi giao dịch giao ngay, giao dịch future nè, NFT nè, rồi hoặc là chúng ta có thể chia sẻ link để mời bạn bè và nhận được thêm điểm ha. Ở đây sẽ có rất là nhiều cách để các bạn có thể nhận được điểm. Rồi thì ngoài những cái cách đó ra thì chúng ta còn có thể là điểm danh hàng ngày ha. Các bạn sẽ vào cái mục bên này nè, nhấn vào chúng ta sẽ thấy về cái số ngày để chúng ta có thể điểm danh. Và khi chúng ta điểm danh với cường độ liên tục thì các bạn có thể nhận được thêm nhiều cái số điểm nữa ha. Như ở đây nó để là đăng nhập trong 5 ngày liên tiếp và nhân đôi số điểm của bạn nè. Thì các bạn điểm danh càng nhiều và càng liên tục thì cái số điểm các bạn sẽ được cộng càng nhiều. Đó thì ngoài những cái cách kiếm điểm ở đây thì các bạn còn có thể là điểm danh hàng ngày để nhận được điểm nữa ha. Và ở đây thì có rất là nhiều các cách kiếm điểm khác nhau. Đó, các bạn có thể tham khảo ở trong cái phần quy tắc này ha. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta còn có thể sử dụng những cái điểm này để đổi ra các cái voucher như là voucher dùng thử nè, rồi voucher saving sinh ra lãi nè, rồi các cái voucher về tiền tươi như là USDT nè, đồng token XT nè, hay là những cái đồng token khác ha. Đó, các bạn có thể sử dụng điểm để đổi được những cái voucher này. Rồi, và ngoài những cái sự kiện này thì chúng ta còn có thể tham gia vào các cái sự kiện mua Bitcoin, mua ETH giảm giá nữa ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có thể là mua được Bitcoin giảm giá 40% nè và mua ETH giảm giá 30% ha. Và chỉ riêng sự kiện này thì chúng ta sẽ có thêm một loạt các hoạt động khác để các bạn có thể nhận được thêm phần thưởng nữa ha. Đó thì đây sẽ là những cái hoạt động ở trong sự kiện này. Đầu tiên chúng ta sẽ có hoạt động đó là mua đồng token XT, đồng token chính của sàn XT. Và chúng ta sẽ có thể chia sẻ cái bùn thưởng đó là 5.000 đô. Về thời gian diễn ra hoạt động này thì sẽ bắt đầu từ 8 giờ ngày 16 tháng 11 đến 15 giờ 59 ngày 19 tháng 12 theo giờ UTC. Về nội dung hoạt động này thì nếu chúng ta mua tối thiểu là 100 đồng XT thì các bạn sẽ có thể ăn chia cái bùn thưởng đó là 5.000 đô ha. Và các bạn mua càng nhiều thì chúng ta sẽ có thể ăn chia trong cái bùn thưởng 5.000 đô này càng nhiều ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái hoạt động thứ hai, đó là giao dịch token XT và chia sẻ cái bùn thưởng 5.000 đô nữa. Về thời gian diễn ra sự kiện thì cũng giống với cái thời gian diễn ra sự kiện của hoạt động 1 ha. Về nội dung sự kiện thì chúng ta sẽ có thể ăn chia được cái bùn thưởng là 5.000 đô nếu mà khối lượng giao dịch của các bạn, khối lượng giao dịch thì cả mua và bán ha, chúng ta sẽ cộng lại với nhau. Các cái cặp giao dịch như là XT trên USDT, rồi XT trên BTC hay là XT trên ETH đạt cái khối lượng đó là 100 USDT
thì chúng ta sẽ có thể ăn chia được cái bull thưởng 5.000 đô ha. Đó thì ở đây sẽ là một cái hoạt động về giao dịch, và chúng ta sẽ cần giao dịch các cái cặp giao dịch ở đây. Nếu mà các bạn có cái khối lượng tối thiểu đạt 100 USDT thì chúng ta sẽ có thể là ăn chia được cái bull thưởng 5.000 đô ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái hoạt động thứ ba, đó là hoạt động hold XT và chia sẻ cái bull thưởng lên đến là 10.000 đô. Về thời gian diễn ra sự kiện thì cũng giống với nhau, ba hoạt động này sẽ cùng thời gian diễn ra sự kiện với nhau ha. Về nội dung của hoạt động này thì trong thời gian diễn ra sự kiện, sàn XT sẽ chụp nhanh tài khoản của các bạn mỗi ngày. Nếu mà trong 3 ngày liên tiếp tài khoản của các bạn có từ 80 đô token XT trở lên thì chúng ta sẽ có thể ăn chia chung cái bull thưởng, đó là 5.000 đô token XT ha. Rồi, và nếu như người dùng chưa bao giờ giao dịch đồng token XT trước ngày 16 tháng 11 và đã mua tối thiểu là 30 đồng token XT trong sự kiện này thì có thể tham gia chia sẻ tổng giải thưởng đồng token XT lên đến là 5.000 đô ha. Đó thì tổng hợp lại ở cái hoạt động này, chúng ta sẽ có thể ăn chia chung cái bull thưởng đó là 10.000 đô, và các bạn sẽ cần phải hoàn thành những cái điều kiện như ở dưới đây, như là điều kiện chụp nhanh mỗi ngày của sàn XT nè. Và nếu các bạn chưa từng giao dịch XT từ ngày 16 tháng 11, nếu mà các bạn đã mua tối thiểu là 30 đô đồng token XT thì chúng ta sẽ có thể ăn chia chung cái bull thưởng đó là 5.000 đô token XT ha. Rồi, và ở đây sẽ có thêm một số cái ghi chú để các bạn cần phải lưu ý ha. Đó là tài khoản của các bạn sẽ cần phải là KYC Lip 1 nè. Rồi, tài khoản nắm giữ đủ điều kiện bao gồm là tài khoản giao ngay nè, tài khoản tiết kiệm, ký quỹ và các cái tài khoản tương lai. Phần thưởng sẽ được cung cấp cho tài khoản XT của các bạn trong vòng 5 ngày làm việc sau hoạt động. Đó thì sự kiện này kết thúc thì các bạn sẽ có thể nhận phần thưởng trong vòng 5 ngày ha. Còn tài khoản các bạn khi tham gia thì bắt buộc phải là KYC Lip 1. Rồi, và các cái tài khoản đủ điều kiện khi tham gia thì chúng ta sẽ có tài khoản giao ngay nè, tài khoản tiết kiệm nè, tài khoản ký quỹ nè, rồi tài khoản của future ha. Đó thì đây là những hoạt động về đồng token XT, đồng token chính của sàn XT ha. Chúng ta sử dụng cái đồng XT này để có thể tham gia các cái hoạt động và chia sẻ thêm cái phần thưởng. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với những hoạt động đó là mua coin giảm giá ha. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ có thể mua những cái đồng coin đó là XT giảm giá nè, rồi đồng ETH giảm giá nè và đồng Bitcoin giảm giá ha. Đầu tiên đó là về mua đồng XT giảm giá. Về thời gian sẽ bắt đầu từ 7 giờ ngày 24 tháng 11 và sẽ kết thúc vào 15 giờ 59 ngày 25 tháng 11 theo giờ UTC. Về tổng phần thưởng, tổng cái bull thưởng chúng ta có thể mua được ở đây sẽ là 10.000 đô đồng token XT. Và trong thời gian diễn ra hoạt động này thì đồng token XT sẽ giảm 20% so với giá thị trường, và mỗi cái tài khoản chúng ta sẽ có thể mua tối đa được là 50 USDT và mua tối thiểu là 10 USDT ha. Về điều kiện tham gia thì tài khoản của chúng ta bắt buộc phải được KYC ha, và có tài sản chụp nhanh trong cái tài khoản giao ngay, tức là tài khoản spot, phải lớn hơn hoặc bằng 200 token XT lúc 6 giờ ngày 24 tháng 11 theo giờ UTC. Thì về cái thông tin tài khoản chụp nhanh nè và cái đồng token XT các bạn thì chúng ta sẽ cần phải hold trước cái thời gian diễn ra sự kiện ha, trước cái thời gian đó 1 tiếng, tức là từ khoảng thời gian từ 6 giờ ngày 24 tháng 11 nè, thì nó sẽ chụp nhanh cái tài khoản các bạn, và nếu tài khoản của các bạn đủ điều kiện thì chúng ta sẽ có thể mua được đồng token XT giảm 20% theo số lượng ở đây. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với hoạt động đó là mua ETH giảm giá ha. Về thời gian diễn ra hoạt động này thì từ 7 giờ ngày 25 tháng 11 và sẽ kết thúc vào 15 giờ 59 ngày 26 tháng 11 theo giờ UTC. Về tổng cái bull để chúng ta có thể mua được đồng ETH giảm giá sẽ là 10.000 đô ETH. Và trong hoạt động này thì chúng ta sẽ có thể mua đồng ETH giảm giá 30% so với giá thị trường ha. Về cái số lượng chúng ta có thể mua được tối đa sẽ là 50 USDT và tối thiểu cũng sẽ là 10 USDT ha. Về cái điều kiện tham gia thì cũng tương tự như điều kiện tham gia mua đồng token XT giảm giá, đó là chúng ta sẽ cần phải KYC tài khoản nè, rồi sàn XT sẽ chụp nhanh tài khoản giao ngay, tài khoản spot của các bạn. Với cái số lượng, ở cái số lượng ETH thì chúng ta sẽ cần phải hold lớn hơn cái số lượng đó là đồng XT ha, đó là 250 đồng token XT vào lúc 6 giờ ngày 25 tháng 11. Đó, về điều kiện tham gia khi mua ETH giảm giá thì cũng sẽ tương tự khi mua XT giảm giá ha. Tuy nhiên thì cái số đồng token XT chúng ta sẽ cần phải hold nhiều hơn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái hoạt động đó là mua Bitcoin giảm giá. Và thời gian diễn ra hoạt động này thì sẽ bắt đầu từ 7 giờ ngày 28 tháng 11 và sẽ kết thúc vào 15 giờ 59 ngày 29 tháng 11 theo giờ UTC. Về tổng cái bull để chúng ta có thể mua được sẽ là 10.000 đô Bitcoin. Và ở đây thì chúng ta sẽ có thể mua được Bitcoin giảm lên đến là 40% so với giá thị trường ha, khá là nhiều. Về số lượng mua được ở mỗi tài khoản thì cũng giống nhau thôi ha, cũng là 50 USDT tối đa nè và 10 USDT tối thiểu. Rồi, về điều kiện tham gia thì cũng sẽ giống nhau, tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần phải hold cái số lượng đồng token XT nhiều hơn, đó là 300 đồng ha. Và như các bạn thấy thì chuỗi sự kiện ở trên sàn XT lần này khá là nhiều ha. Để tổng hợp lại chuỗi sự kiện này thì đầu tiên chúng ta sẽ có về sự kiện đó là siêu dự đoán nè. Thì ở sự kiện này chúng ta sẽ có thể sử dụng điểm để đặt cược vào 32 đội tuyển tham gia World Cup ha.
Rồi sự kiện thứ hai sẽ là sự kiện vé cào nè, thì chúng ta sẽ có thể sử dụng những cái điểm này để mở những cái vé cào, và các cái phần thưởng ở trong vé cào này thì chúng ta sẽ có thể nhận được như là đồng token XT nè, NFT nè, những đồng fan token hay là những cái đồng token khác ha. Và để kiếm được nhiều điểm hơn thì chúng ta sẽ có rất nhiều cách, như là mời bạn bè nè, rồi tham gia vào các cái trang mạng xã hội của XT, hay là tham gia vào các cái tính năng của XT, các cái thị trường của XT như là future nè, giao ngay nè, rồi ký quỹ ha. Đó thì ở đây sẽ có rất là nhiều cách để cho anh em chúng ta có thể nhận được thêm điểm. Và ngoài ra, ngoài những cái cách này thì các bạn còn có thể là vào điểm danh hàng ngày ha. Điểm danh càng nhiều thì chúng ta sẽ có thể nhận được càng nhiều điểm ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có những cái sự kiện về mua đồng coin giảm giá, như là mua Bitcoin giảm giá, ETH giảm giá, hay là mua đồng token XT giảm giá. Và trong những cái sự kiện này chúng ta sẽ có thêm những cái hoạt động nhỏ để các bạn có thể ăn chia thêm những cái bùn thưởng khác ha. Đó thì ở đây sẽ có rất là nhiều hoạt động khác nhau, và các bạn lưu ý về các cái khung thời gian này ha, sẽ có nhiều khung thời gian để chúng ta có thể tham gia và ăn chia được nhiều bùn thưởng. Rồi về cái việc mua đồng token giảm giá, về thời gian thì nó sẽ khác nhau đôi chút, nhưng mà về cách thức nè, cũng như là cái số lượng các bạn có thể mua được thì nó cũng tương đối giống nhau ha. Và để theo dõi liên tục được thông tin của những sự kiện này thì chúng ta có thể join vào các cái trang mạng xã hội của sàn XT, như ở trên Telegram, Discord hay là Twitter ha. Hoặc là anh em có thể join vào group CCA thì group CCA cũng sẽ cập nhật thường xuyên những cái sự kiện của các sàn giao dịch cho anh em ha. Rồi và video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn cảm thấy video hay và hữu ích thì có thể để lại cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.